tay trong tay ta, nào ngày chỉ muốn vang gian khó. Thắp sáng anh đua tân Việt Nam soi sáng muôn nhà, cho tương lai thăng hoa nước non Việt ngàn năm. Hỡi các đại nghĩa sĩ tân dân chủ, hỡi các anh chị em máu thịt Việt Nam, chúng ta do dân tộc mà hình thành, vì dân chúng mà đấu tranh. Đứng dậy nay, tuy cho đến mãi mãi muôn muôn về sau, là màu mỡ cho đất đai, là kết tụ của tính Việt, là tự hào, là di sản cho con cháu. Tinh và hồn luôn luôn cùng sông núi. Sống thì phải cho lắm liêm, mà thác cũng phải đáng tự hào, bất khuất và hùng thanh. Trân trọng kính mời Đức Quốc công Đào Minh Quân, Tổng thống Việt Nam Cộng hòa Đệ Tam, cùng tất cả quý đồng nhiệm trong Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời Đệ Tam Việt Nam Cộng hòa, làm lễ chào quốc kỳ quốc ca Việt Nam Cộng hòa. Bắt đầu. Đại quân nhiên chào tay chào. Sau đây là phút mặc niệm. Kính mời Đức Quốc công Đào Minh Quân, Tổng thống Việt Nam Cộng hòa Đệ Tam và quý vị dành một phút để tưởng kính hồn thiêng sông núi, thiên anh linh tiền nhân liệt tổ, các hùng dựng nước và dựng nước, đặc biệt anh linh các chiến sĩ quân lực Việt Nam Cộng hòa và đồng minh. Xin phù trì con cháu Việt Nam là hồng tiếp tục sự nghiệp lấy lại đất tổ, không làm khổ dân, phát triển đất nước, và cầu nguyện cho tất cả đồng bào thân nhân đã bỏ mình trên biển cả, trong rừng sâu, trong ngục tù cộng sản được siêu thoát vào cõi phúc. Phúc mặc niệm bắt đầu. Sơn biến toàn dân tham chiến, đồng một lòng lửa tiến yêu hồn, đập tan sông được mạnh đông, gái trai giữ vững non sông muôn đời, xương thịt nắng mỉm cười chín suối, hồn hăng say tiếp nối hy sinh. Liền chết oai linh lưu hương bất khuất vang danh xa gần, vì tổ quốc bao thân đáng trọng, xác thịt tan danh sông dân thờ, voi hùng chết để cầm ngà hồn thiêng xa bay. Chúng tôi, nữ sĩ Lê Phan, trân trọng kính chào Đức Quốc công Đào Minh Quân, Tổng thống Việt Nam Cộng hòa Đệ Tam và kính chào quý khán giả.
Trân trọng kính mời Đức Quốc Công và quý vị cùng chúng tôi nghiêm trang dâng lời cầu nguyện. Chúng con là các thành viên đồng nhiệm của Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời Đệ Tam Việt Nam Cộng Hòa. Nguyện xin Đấng Tối Cao, Thượng Đế, Trời, Phật và Hồn Thiên Sông Núi, các bậc tiền nhân anh hùng dựng nước và giữ nước, xin phù hộ độ trì ban phước lành cho chúng con, xin che chở cho đất nước và đồng bào thân yêu của chúng con được thoát khỏi cộng sản và nạn chiến tranh tàn phá. Xin bảo vệ Đức Quốc Công Tổng thống Đào Minh Quân và tất cả những nhà ái quốc chân chính. Xin cho chúng con thêm khôn ngoan, đoàn kết, nhận nại, can đảm, sáng suốt để cùng với Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời, Đệ Tam Việt Nam Cộng Hòa, dẫn đưa dân tộc Việt Nam vượt qua cơn hiểm nghèo, đến bến bờ hạnh phúc, vinh quang, trường cửu, mọi nhà được an hưởng thái bình, thịnh trị của thời Thượng Ngôn Thánh Đức. Xin gìn giữ và tôi luyện cho chúng con tinh thần Việt Nam chân chính. Sống thì phải cho lầm liệt, mà thác cũng phải đáng tự hào, bất khuất và hùng anh, đúng theo gương sáng của vị lãnh đạo tinh thần của chúng con đã tuyên xưng. Lời cầu nguyện đến đây chấm dứt. Chúng tôi trân trọng kính mời Đức Quốc Công Tổng thống Đào Minh Quân và quý vị theo dõi chương trình của Thập Bát Tú. Tiếng nói ban thông tin nội địa. Ban thông tin nội địa được vinh dự do Đức Thân Đức Quốc Công thành lập vì Ngài ưu ái muốn lắng nghe tiếng nói của đồng bào ruột thịt Việt Nam trong nước. Chương trình này sẽ được phổ biến hàng ngày trên trang YouTube do 18 vị anh thư hào kiệt tại nội địa, đại diện cho nhiều tầng lớp trong xã hội đủ mọi miền của đất nước với danh xưng là Thập Bát Tú. Chúng tôi cùng Thập Bát Tú trân trọng kính chào Đức Quốc Công Đào Minh Quân, Tổng thống Việt Nam Cộng Hòa Đệ Tam. Kính chào quý giới chức, quý đại biểu cùng quý thành viên đồng nhiệm trong Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời. Kính chào quý đồng bào Việt Nam thân thương trong và ngoài nước. Cùng kính chào quý thính khán giả đang theo dõi chương trình của Ban Thông tin Nội địa. Năm qua anh phiêu bạt sương gió, nguyện ước trong tim anh biết hỏi phương nào. Đời lênh đênh trôi theo dòng mệnh bạc, tìm quê hương qua dấu vết đau thương. Mười năm sau đôi chân mòn sỏi đá, từ đó dâng cao cao ước nguyện muốn trông nhìn quê hương thân em gầy bóng nắng, nghe tim mình đau trọn cả mùa xuân. Ôi trùng khơi rừng rừng cuộn sóng, núi rừng ơi hợp tâu nỗi hờn. Ngày tự do quê hương mòn mỏi ngóng, trong lòng người đi nối nhịp trùng dương.
xưa. Cùng chung nhau đôi vai đồng hợp nhất, dập bóng dương cao, cao vút một ngọn cờ. Ngày anh em ta chung cùng nhịp thở, ngày quê hương dân Việt hết đau thương. Năm qua anh phiêu bạt sương gió, nguyện ước trong tim anh biết hỏi phương nào. Đời lênh đênh trôi theo dòng mệnh bạc, tìm quê hương qua dấu vết đau thương. Mười năm sau đôi chân mòn sỏi đá, từ đó dân cao, cao ước nguyện muốn trông. Nhìn quê hương thân em gầy bóng nắng, nghe tim mình đau trọn cả mùa xuân. Ôi trùng khơi rừng rừng cuộn sóng, núi rừng ơi hợp tấu nỗi hờn. Ngày tự do quê hương mòn mỏi ngóng, trong lòng người đi nối nhịp trùng dương. Cùng chung nhau đôi vai đồng hợp nhất, dập bóng dương cao, cao vút một ngọn cờ. Ngày anh em ta chung cùng nhịp thở, ngày quê hương dân Việt hết đau thương. Ngày anh em ta chung cùng nhịp thở, ngày trong mơ, ngày sông núi đợi chờ. Đại biểu Đỗ Tuyết trân trọng kính chào Đức Quốc công Đào Minh Quân, Tổng thống Việt Nam Cộng hòa Đệ Tam, và kính chào quý khán giả trong và ngoài nước. Sau đây, chúng tôi được vinh dự phổ biến bức tâm thư của Đức Quốc công. Kính mời quý vị cùng nghe. Tổng thống Việt Nam Cộng hòa, lấy lại đất tổ, không làm khổ dân. PO Box 2807, Anaheim, California 92814. Ngày 20 tháng 3 năm 2021. Kính thưa đồng bào, quý vị, anh chị em và các cháu. Hôm nay, nhân ngày kỷ niệm Tổng thống Ronald Reagan nói chuyện với hội những người trẻ tại Hoa Kỳ lần đầu tiên trong tư cách là Tổng thống Mỹ năm 1981, cũng là ngày Tổng thống Donald Trump đến Việt Nam sau nhiệm kỳ thứ nhất, chúng tôi có lời thăm hỏi chân tình đến tất cả đồng bào yêu dấu nơi quê nhà, nhất là những bạn thanh niên, thiếu nữ, những người trẻ Việt Nam đang đối diện với bao khó khăn và thử thách hàng ngày chung quanh. Cuộc sống vốn không dễ chịu và bằng phẳng như chúng ta mơ ước. Khi được che chở, nâng niu trong vòng tay thân yêu của ông bà, cha mẹ, lại càng khó khăn hơn dưới chế độ cộng sản.
tôi thấy mình thật có lỗi khi chưa bao giờ chuẩn bị cho anh chị em và các cháu tinh thần và cách đối mặt với những điều bất trắc từ khi nhận trọng nhiệm là Tổng thống Đệ Tam Việt Nam Cộng Hòa. Xin cho chúng tôi được dùng danh từ tôi và thân thiết gọi quý vị và các bạn là anh chị em và các cháu. Chính bản thân tôi cũng chưa sắp xếp được ý tưởng và những cảm xúc dâng trào khi nghĩ đến anh chị em và các cháu. Nhưng đây là tấm lòng của tôi, mong mọi người đọc qua, vì tôi không hề muốn những điều mình biết, những nỗi đau hay bất hạnh xảy ra cho mình có thể tái diễn, cho dù anh chị em và các cháu có ý chí kiên cường và dũng cảm hơn nhiều. Thước đo của sự thành công hay giá trị của con người không phải là những vật chất hay danh vọng. Chính niềm tin, hy vọng, sự nhẫn nại và ý chí vượt qua mới là khuôn khổ tôn vinh nhân phẩm của mỗi người. Anh chị em và các cháu có thể nghe lời tôi khuyên hay học kinh nghiệm từ những người khác, từ những câu chuyện mình nghe hay biết được từ trong sách vở, báo chí, bạn bè và người thân. Nhưng tất cả không phải là mẫu mực của bản thân. Chỉ khi nào chính mình trải qua thì điều đó mới chính thực là của mình. Mọi người lớn lên hay trưởng thành bằng kinh nghiệm và nghị lực đối đầu với khó khăn, chứ không do lý thuyết hay sự từng trải của người khác. Thế gian có hàng triệu tỷ sinh linh, nhưng ai cũng quan trọng, ai cũng có vị thế riêng biệt và đặc biệt của người đó. Ngay cả lúc thất vọng, hãy luôn nghĩ về những điều từng mơ ước. Hãy mạnh dạn tiến bước một cách tự tin, trầm tĩnh, vững vàng, không tự dằn vặt, ân hận hay nuối tiếc những gì đã qua. Ai cũng có lúc thành công hay thất bại. Sự thành công là thêm tự tin, sự vấp ngã chỉ là kinh nghiệm, mà can đảm tiến bước lại càng tốt hơn. Không ai có thể đánh giá một giai đoạn đã qua là chân giá trị của đời mình. Những câu nói chưa suy nghĩ kỹ có thể bị hiểu lầm. Cứ làm theo cách mình tự tin, đi theo con đường mình đã định, đã cho rằng đúng dù chưa ai làm. Nên nhớ, hạnh phúc là cảm giác trên từng chặng đường, chứ không chỉ là lúc tới đích. Bất kỳ lúc nào cũng là điểm khởi hành tốt nhất của chúng ta, và không ngần ngại nói lời xin lỗi hay biết cảm ơn và tha thứ. Cuộc đời như hành trình leo núi, không cần quay đầu nhìn lại quá lâu với những gì mình đã vượt qua hay bị thất bại. Hãy luôn hướng về phía trước, lúc lên tới đỉnh sẽ cảm nhận được cả bầu trời. Và đừng quên, tình cảm chân thành luôn là nguồn động viên lớn nhất. Đừng bao giờ mong mọi người phải hiểu mình, và cũng đừng quy kết cho số phận nếu vấp ngã, mà hãy cố gắng tận nhân lực. Tất cả những gì trải qua là vốn liếng sống của chúng ta. Hãy sống thật với cảm xúc của mình, và đừng quên những điều bình dị, những nơi chốn thân yêu từng gắn bó với tuổi thơ của mình, những kỷ niệm đẹp, cả những bạn thân hồi thơ ấu, những dư âm, tiếng đàn, bản nhạc làm cho mình xúc động, sâu sắc, đôi khi làm đau lòng, nhưng sẽ giúp vượt qua khó khăn với đôi chân, bàn tay và trí tuệ của chính mình. Mỗi ngày là một ngày mới với những điều tốt lành và bất ngờ nhất sẽ đến cùng với sự cố gắng của anh chị em và các bạn. Hãy sống giản dị, chân thành và thật lòng. Những gì đã qua là vốn sống. Không có điều gì mất đi mà không mang lại điều mới mẻ, bổ ích hơn. Nếu chúng ta chưa tìm thấy, hãy tĩnh lặng, suy nghĩ sâu sắc
để nhận ra. Những gì cho đi từ trái tim sẽ nhận lại từ trái tim, không chỉ cầu mong hay mơ ước mà hãy hành động. Cuộc sống luôn có luật nhân quả, sẽ luôn công bằng, có trước, có sau với tất cả mọi người. Chính chúng ta mới làm chủ chính mình, chính chúng ta mới hiểu được mình là ai. Điều gì có thể làm được thì nên làm, không cần bi quan, vì chẳng giúp được gì thêm. Hãy lạc quan và tự tin. Chúng ta là những người hữu thần, hãy nhớ cầu nguyện và tin vào sự nhiệm màu. Điều kỳ diệu của sức mạnh tâm linh hướng thượng sẽ đến với những ai thành khẩn. Một ngày mới, hạnh phúc mới đang đến. Lòng tôi luôn hướng về anh chị em và các cháu. Trân trọng và thân mến, Đào Minh Quân. Chúng tôi vừa đọc xong bức tâm thư. Kính cảm ơn Đức Quốc Công và quý vị đã lắng nghe. Trân trọng kính chào. Chúng tôi, Thiếu tá Trần Ánh Dương, trân trọng kính chào Đức Quốc Công Đào Minh Quân, Tổng thống Việt Nam Cộng Hòa, Đệ Tam và kính chào toàn thể quý vị khán giả. Chúng tôi kính mời quý vị lắng nghe bài thuyết trình Lời kêu gọi đồng bào Việt Nam sau đây. Hỡi người dân Việt Nam thân yêu, hỡi các bạn hậu duệ Việt Nam Cộng Hòa, đã tới lúc chúng ta phải đứng lên để giải thể chế độ tàu quyền Cộng sản Việt Nam và đuổi tàu Cộng ra khỏi bờ cõi nước ta. Đã 45 năm, 45 năm ở miền Nam và 75 năm ở miền Bắc, chúng ta sống trong chế độ Cộng sản, phải chịu lầm than đói khổ, sống trong sự tủi nhục, bị áp bức bóc lột, bị cưỡng chiếm đất đai nhà cửa, bị chà đạp nhân phẩm. Cộng sản, chúng đè đầu cưỡi cổ chúng ta và dìm dân ta xuống đáy bùn đen của xã hội mà không có lối thoát. Nhưng chúng ta vẫn phải nén nhịn lũ sâu bọ mà không dám lên tiếng nói. Bởi lúc đó, chúng ta vẫn chưa có người lãnh đạo nên đành phải nhẫn nhịn. Bây giờ thời cơ đã đến, chúng ta đã có người lãnh đạo rất tài giỏi, anh minh, đức độ vẹn toàn, có lòng yêu thương dân vô bờ bến. Ngài chính là Đức Quốc Công Tổng thống Đào Minh Quân. Vậy toàn dân chúng ta phải dũng cảm đứng lên theo sự lãnh đạo của Ngài, cùng nhau triệt tiệt Cộng sản, lấy lại đất tổ cho con cháu chúng ta. Kính thưa quý vị hãy nhìn lại xem, ngày Cộng sản Bắc Việt kéo quân vào cưỡng chiếm miền Nam chúng ta, chúng chỉ có chiếc nón tai bèo và đôi dép râu, đầu óc u mê rừng rú. Vậy bây giờ chúng thế nào? Chúng có bao nhiêu tòa nhà, bao nhiêu đất đai, gia đình con cái chúng sống xa hoa thế nào và đi du học ở các nước nào trên thế giới? Vậy tiền ở đâu chúng có? Còn chúng ta thì sao? Chẳng lẽ chúng ta mãi chịu nỗi nhục này, cứ im lặng để cho chúng đè đầu cưỡi cổ chúng ta sao? Đời chúng ta, còn đời con cháu chúng ta cũng phải chịu vậy sao, thưa quý vị? Cộng sản Việt Nam là lũ tham quan đã dâng bán nước ta cho giặc Tàu. Chúng bán từng mảnh, từng khoảnh đất nước Việt Nam rồi chia chác nhau, lớn ăn lớn, nhỏ ăn nhỏ, vơ vét cho đầy túi riêng của mình rồi ra nước ngoài sinh sống. Chúng ta thấy đó, Formosa Hà Tĩnh, Bô Xít Tây Nguyên, ba khu đặc quyền kinh tế, vân vân và vân vân. Từ từ rồi Tàu biến nước ta thành tỉnh lỵ của chúng, Việt Nam sẽ biến mất trên bản đồ thế giới. Chúng ta là con cháu lạc hồng, không thờ ơ nữa, mà hãy bừng tỉnh chí khí oai hùng, kiên cường của cha ông chúng ta. Hãy đứng lên từ trong lòng quý vị, vượt qua nỗi sợ hãi để đánh giặc. Ngài Đức Quốc Công Đào Minh Quân đã phải bao năm vất vả, khổ cực tìm được sách lược đánh giặc cho chúng ta. Một sách lược không cần vũ khí quân sự mà người già,
trẻ, trai gái, học sinh, sinh viên, kể cả những người sức khỏe yếu kém cũng có thể đánh giặc được. Đó là chân cầu dinh ý bằng online, lối đánh rất tuyệt vời, chỉ trong vòng mấy phút, kể cả khi chúng ta ngồi cạnh giặc, chúng cũng không hề hay biết. Trên thế giới hiện nay, chưa hề có nước nào có cách chân cầu dinh ý này nhanh chóng, an toàn và hợp với tình hình hiện nay ở Việt Nam, khi mà người dân của chúng ta đang bị kìm kẹp bởi cộng sản. Chương cầu dân ý bằng online là do Đức Quốc Công và các chuyên gia IT của chính phủ thiết lập để cho người dân Việt Nam bỏ phiếu được dễ dàng, mặc dù chúng ta ở bất kỳ nơi đâu hay đất nước nào trên thế giới, chúng ta cũng đều thể hiện được lòng mong muốn của mình. Chúng ta cứ bỏ phiếu âm thầm, từ từ, rồi tới lúc đủ lớn như vũ bão, sẽ quét sạch Cộng sản Việt Nam. Một lá phiếu của chúng ta là một viên đạn tiêu diệt được hàng trăm tên giặc một lúc, mà không đổ máu, không hao tổn năng lực và sức khỏe, hợp pháp hợp hiến với công pháp quốc tế, và là nền tảng vững chắc, không dựa vào nước nào hay đảng phái nào, mà chỉ dựa vào chính lòng dân của chúng ta. Cộng sản là bọn cướp chính quyền, không được ai bầu chọn, không hợp pháp hợp hiến, nên không phải là chính quyền của người dân. Chúng ta không muốn làm nô lệ cho cộng sản, không muốn sống trong chế độ không có nhân quyền, không có tự do, bị áp bức bóc lột, thì chúng ta hãy cùng nhau mạnh mẽ trưng cầu dân ý, bầu cho Ngài Đào Minh Quân đứng ra lãnh trọng nhiệm giải thể Cộng sản Đảng. Đất nước chúng ta có Ngài Đào Minh Quân lãnh đạo là sự may mắn cho toàn dân tộc Việt Nam. Ngài là chính danh thiên mệnh mà trời Phật Thượng Đế đã ban tặng cho đất nước chúng ta. Đúng vậy, quý vị ạ, một người bình thường như chúng ta không thể nào làm được những điều mà Ngài Đào Minh Quân đã làm cho dân tộc chúng ta 30 năm nay. Cũng không ai có lòng yêu thương dân như Ngài. Vì lòng yêu thương đất nước và người dân Việt Nam mà Ngài đã hy sinh tất cả những gì mà Ngài có và toàn tâm toàn lực cho công cuộc cứu dân cứu nước. Từ một nhà triệu phú trẻ người Việt Nam lúc bấy giờ ở Mỹ, Ngài đã bán đi công ty Dow Computer của mình cùng với 25 chi nhánh cửa hàng và phát minh BIOS để lo cho công cuộc cứu nước, để lại gia đình hạnh phúc, vợ đẹp con ngoan, nhà cao cửa rộng, rút vào sa mạc theo kế hoạch vườn không nhà trống đã được dàn dựng và tu luyện. Tìm kiếm sách lược tiếp theo là làm sao cứu nước cứu dân mà không đổ máu, không làm khổ người dân. Sa mạc là một nơi khô cằn, không có bóng người, không có sự sống, khó khăn gian khổ, ngày nắng cháy da, đêm lạnh thấu xương, bao nguy hiểm kề cận vì có rất nhiều thú dữ. Nhưng với tinh thần và ý chí cứu nước cao độ, Ngài vượt qua tất cả trong hoàn cảnh khó khăn thiếu thốn. Chứ Ngài ở đây 20 năm trời đó, thưa quý vị, những người đi cùng Ngài đã từ từ rút lui, chỉ còn một mình Ngài ở lại với sa mạc hoang vu này. Ngài vẫn kiên trì nhẫn nại, chờ đợi con mồi Cộng sản Tàu và Cộng sản Việt Nam xa bẫy. Hỏi rằng có ai có thể hy sinh được như Ngài không? Thưa quý vị, Ngài Đức Quốc Công Đào Minh Quân của chúng ta không chỉ là người có lòng yêu nước thương dân cao độ, mà Ngài rất thông minh và tài giỏi. Ngài là nhà chính trị lỗi lạc, là người sáng lập ra thuyết tân dân chủ. Ngài là tẩy mặt nạ tên gián điệp Hồ Chí Minh tại UNESCO, cơ quan văn hóa khoa học thế giới, do Tàu cài cắm vào Việt Nam, bắt người dân chúng ta phải gọi là cha già dân tộc, với âm mưu xâm chiếm nước ta, nhưng người dân không hề hay biết gì mà cứ tôn sùng hắn ta. Ngày 16 tháng 2 năm 1991, Ngài Đào Minh Quân được ba thế hệ Việt Nam bầu chọn là Thủ tướng của Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời. Ngày 16 tháng 2 năm 2018, Ngài là người đã phục hưng chế độ Việt Nam Cộng Hòa qua việc khai sáng nền đệ tam Việt Nam Cộng Hòa. Sau đó,
vào ngày 11 tháng 11 năm 2018 theo thỉnh nguyện của các thành viên chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời đại diện cho hơn 4 triệu đồng bào Việt Nam, bầu ngài làm Tổng thống Việt Nam Cộng hòa Đệ Tam. Ngài chủ trương cuộc cách mạng tâm trị không đổ máu, không hao tổn nhân lực là lấy lại đất tổ, không làm khổ dân và đường lối bỏ cộng còn Việt, Việt không giết Việt. Hiện nay, Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời Đệ Tam Việt Nam Cộng hòa tuy đang lưu vong ở Hoa Kỳ nhưng đã được người dân Việt Nam bầu chọn gần 8 triệu lá phiếu trưng cầu dân ý trong tinh thần tự do tự nguyện. Ngài là người lãnh đạo duy nhất chính danh hợp pháp được người dân bầu chọn và cũng là người Việt Nam duy nhất dám đối đầu với Tàu Cộng và kiện Tàu Cộng 38.000 tỷ Mỹ Kim. Vì chúng đã dùng tên Hồ Chí Minh thực hiện âm mưu xâm lược Việt Nam, gây ra những cuộc chiến tranh đẫm máu, phạm tội, diệt chủng và chống lại nhân loại. Ngài là người Việt Nam duy nhất làm được điều này, Ngài cũng là người Việt Nam duy nhất thay mặt cho quốc gia Việt Nam thực hiện các chiến lược song hành cùng với Hoa Kỳ và các nước đồng minh qua các thời lãnh đạo khác nhau của Hoa Kỳ như Tổng thống Bush, Tổng thống Bill Clinton, Tổng thống Obama, Tổng thống Trump, kể cả Tổng thống Hoa Kỳ vừa đắc cử cũng nhanh chóng gửi công hàm mong hợp tác với Ngài. Ngoài ra, còn có lãnh đạo các quốc gia trong Liên hiệp châu Âu đã và đang trao đổi nhiều công hàm và nghị quyết thừa nhận tính pháp lý của Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời thể hiện qua các thời gian sau. Ngày 28 tháng 1 năm 1994, Đức Quốc công nhận công hàm của Tổng thống Bill Clinton lần thứ nhất với nội dung mời hợp tác xây dựng an bình và thịnh vượng cho thế giới. Lần thứ hai, ngày 4 tháng 4 năm 1994, với lời hứa thời gian sẽ hoàn tất. Ngày 17 tháng 4 năm 2013, Đức Quốc công nhận công hàm từ Thư ký Liên hiệp châu Âu. Ngày 23 tháng 5 năm 2013, Đức Quốc công nhận hai nghị quyết Liên hiệp châu Âu xác nhận tội ác Cộng sản Việt Nam. Và Ngài cũng là người Việt Nam duy nhất là thành viên chủ nhân của Đảng Cộng hòa. Ngài cũng là người chủ tọa Thượng kỳ Việt Nam Cộng hòa lần đầu tại San Jose ngày 23 tháng 6 năm 1991 để bảo vệ hoàng kỳ chính nghĩa quốc gia Việt Nam trên thế giới. Hai lần, Ngài công bố chủ quyền lãnh thổ Việt Nam trước công luận và các chính khách, đó là ngày 5 tháng 7 năm 2005 tại Đại hội Đảng Cộng hòa và ngày 15 tháng 1 năm 2010 tại Thư viện Nixon. Thưa quý vị, không phải tự nhiên mà Ngài Đào Minh Quân gặt hái được nhiều thành công tốt đẹp như vậy. Ngài đã phải hy sinh rất nhiều công sức, vượt qua bao khó khăn gian khổ, nguy hiểm và sự đánh phá của Cộng sản. Cộng sản chúng đã dùng rất nhiều tiền mua chuộc những người Việt Nam để phỉ báng mạ lị Ngài rất nhiều, nhưng Ngài vẫn kiên trì tiến bước. Chỉ vì quê hương Ngài, nơi chôn nhau cắt rốn của Ngài đang bị Cộng sản giày xéo, người dân đang sống dở chết dở, Ngài không thể chịu đựng được. Nửa đêm thức giấc nhớ dân ta, đau khổ đọa đày bởi ác ma. Nỗi đau thương đó biến thành ý chí kiên cường và lòng sôi sục phục quốc. Và Ngài thề hứa rằng, con sẽ về, mẹ ơi, con sẽ về. Máu còn đây, tim còn đây, con không quên tổ quốc. Giặc còn kia, thù còn kia, con làm sao an giấc. Qua ba câu trên, chúng ta thấy được ý chí, quyết tâm của Ngài thế nào. Không có gì ngăn cản được Ngài. Nhất định,
Ngài sẽ về lấy lại đất tổ, phục hưng lại đất nước thân yêu của mình, mà mẹ Việt Nam đang oằn mình đau đớn tim vỡ vụn. Vì Cộng sản mà con của mẹ phải tan tác khắp nơi trên thế giới. Ngài phải về, về để tiêu diệt bọn bán nước hại dân và quy tụ lại tinh khí Việt, xây dựng đất nước giàu mạnh để sánh vai cùng năm châu. Chúng ta là người Việt Nam, là thanh niên của đất mẹ, không thể để cho Cộng sản Việt Nam dân nước ta cho giặc, không ưn hèn ngồi chờ người khác cứu nước sẵn cho chúng ta, mà phải cùng nhau đồng lòng đứng lên, hãy noi gương các bậc anh hùng của dân tộc Việt Nam. Hãy ủng hộ và phò tá ngài Đào Minh Quân cứu đất nước ta. Giặc Tàu đang lăm le biến nước ta thành tỉnh lỵ của chúng, theo mật ước Thành Đô đã được ký kết giữa Cộng sản Việt Nam và Cộng sản Tàu vào ngày 3 tháng 9 năm 1990. Ngài Đào Minh Quân đang chờ hiệu lệnh của toàn dân chúng ta. Mọi người dân Việt Nam đều bỏ phiếu thì Tổng thống sẽ về ngay để giải thể ta quyền Cộng sản. Nếu chúng ta chậm trễ thì Tàu sẽ sáp nhập nước ta thành tỉnh lỵ của chúng như Tây Tạng, Tân Cương, và chúng ta sẽ mất nước mãi mãi. Toàn dân Việt Nam chúng ta phải nhớ ơn ngài Đào Minh Quân và gia đình của ngài, vì trên 30 năm nay ngài đã và đang hy sinh cho đất nước Việt Nam chúng ta. Nếu không có ngài vạch mặt tên Hán gian Hồ Chí Minh thì bây giờ đất nước chúng ta sẽ ra sao? Chúng ta muốn thoát Cộng sản, muốn không mất nước vào tay giặc Tàu thì hãy chung vai gánh vác non sông cùng ngài Đào Minh Quân. Thế quốc tế ngài đã lo xong, thế quốc dân là trách nhiệm của đồng bào chúng ta. Tôi mặc dù chỉ là một phụ nữ chân yếu tay mềm, nhưng tôi quyết tâm theo ngài Đào Minh Quân cứu dân giúp nước, không để cho Cộng sản Việt Nam phá hoại và dân bán nước chúng ta, cũng không để cho giặc Tàu có cơ hội giày xéo. Tôi quyết tâm không chấp nhận để con cháu tôi phải chịu nhục cảnh mất nước. Quý vị hãy chiến đấu cùng tôi nhé. Chúng tôi tạm thời kết thúc bài thuyết trình hôm nay. Rất mong gặp lại quý vị trong phòng thuyết trình kế tiếp của chúng tôi. Kính cảm ơn quý vị đã lắng nghe. Trân trọng. Và chiêu trên khắp quê hương Việt Nam, trưng cầu dân ý sạch bóng hung đô tham tàn. Chiều chiều người dân hân hoan bầu cho xứng danh, bầu Đào Minh Quân thương dân vì nước quên mình. Đoàn kết chung dựng xây tổ quốc ta kiêu hùng, rồi một ngày mai tương lai Việt Nam sáng tươi, một trời hạnh phúc sống thiên đường giữa thế gian. Bình minh tỏa chiếu trên khắp quê hương Việt Nam, trưng cầu dân ý sạch bóng hung nô than tàn. Chiều chiều người dân hân hoan bầu cho xứng danh, bầu Đào Minh Quân thương dân vì nước quên mình. Đoàn kết chung rừng xây tổ quốc ta kiêu hùng, rồi một ngày mai tương lai Việt Nam sáng tươi, một trời hạnh phúc sống thiên đường giữa thế gian. Trưng cầu dân ý
bầu Đào Minh Quân xin cầu dân ý, bầu Đào Minh Quân xin cầu dân ý, bầu Đào Minh Quân xin cầu dân ý, bầu Đào Minh Quân.